Tất cả các em, kỳ thi học kỳ 2 sắp đến rồi. Hôm nay, thay mặt nhóm 8, cô làm clip này để ôn tập cho các em. Nào, bây giờ chúng ta cùng học nhé. Bài tập đầu tiên, cho hai hàm số y bằng x cộng 3 có đồ thị là D và y bằng 3x trừ 5 có đồ thị là D phẩy. Câu A, vẽ D và D phẩy trên cùng một mặt phẳng tọa độ OXY. Câu B, xác định AB của đường thẳng M có dạng y bằng AX cộng B. Biết đường M song song với đường D phẩy và đi qua điểm A có tọa độ trừ 1, 2. Bây giờ chúng ta cùng làm câu A. Để vẽ được cái đường thẳng D và D phẩy, chúng ta sẽ lập cái bảng giá trị cho từng cái đường D và D phẩy ha. Đối với cái đường DY bằng x cộng 3, tại x bằng 0, ta thay 0 vào công thức. Như thế ta được y tương ứng. Khi chúng ta thay 0 vào vị trí của chữ x, vậy thì 0 cộng 3 bằng 3, ta có y tương ứng là 3. Tương tự, tại x bằng 1, ta thay 1 vào chữ x trong công thức. Như thế, 1 cộng 3 là 4, ta có y tương ứng là 4. Tương tự, đối với cái đường thẳng D phẩy y bằng 3x trừ 5. Sau khi chúng ta lập bảng giá trị của hai cái đường thẳng này rồi, chúng ta sẽ vẽ cái mặt phẳng tọa độ OXY ra và chúng ta vẽ hai cái đường thẳng D và D phẩy. Cô đã vẽ trên bảng rồi ha. Chúng ta quay lại câu B của bài số 1. Xác định A, B của đường thẳng M y bằng AX cộng B. Biết M song song D phẩy và đi qua điểm A có tọa độ trừ 1, 2. Khi em gặp dạng toán này, em sẽ xử lý từng phần. Dữ liệu đầu tiên M song song D phẩy, ta xử lý trước. Và với cái điều kiện này, ta sẽ tìm được A. Sau đó, ta thế A vào trong cái công thức của đường M. Như thế ta còn B, phải không? Ta còn thiếu B. Chúng ta xác định dữ liệu thứ nhì, cái đường M này đi qua cái điểm A có tọa độ trừ 1, 2. Với dữ liệu này, ta sẽ tìm được B. Chúng ta cùng làm nha. Cái đường M song song với đường D phẩy, vậy ta sẽ có A bằng A phẩy và B khác B phẩy. Ta suy ra được A bằng 3 và B khác trừ 5. Ta thay A vào công thức của cái đường M. Vậy thì đường M ta sẽ được là y bằng 3x cộng B với B khác trừ 5. Bây giờ chúng ta đi tìm B ha. Cái đường M này nó đi qua điểm A có tọa độ trừ 1, 2. Sau đó thì chúng ta sẽ thay cái tọa độ của điểm A này vào trong công thức. Tại x bằng trừ 1, ta thay vào vị trí của chữ x. Và y bằng 2 thì cái số 2 này ta thay vào vị trí của chữ y. Ta sẽ có là 2 bằng 3 nhân trừ 1 cộng b. Từ đó chúng ta tìm được b bằng 2 cộng 3 bằng 5. Và chúng ta thấy 5 nó khác với trừ 5. Cái điều kiện là B phải khác trừ 5 em ha. Thì ta thấy 5 nó khác trừ 5. Ta nhận giá trị B này. Sau đó ta thế cái giá trị B vào trong công thức. Ta được Y bằng 3X cộng 5. Bài 2. Giải phương trình. Cô có hai cái phương trình trên bảng. Tại đây em có thể bấm dừng để tự giải. Và sau đó dò lại đáp số với cô. Và bây giờ thì bạn nào mà chưa biết làm á thì nhìn lên bảng để cùng làm với cô ha. Đối với bài A, 7 nhân cho cái biểu thức 5 trừ x bằng 11 trừ 5x. Chúng ta quan sát cái vế trái, chúng ta thấy là 7 nhân cho một cái dấu ngoặc. Trước cái dấu ngoặc mà em thấy tấm nhân á, em nhân phân phối vào. 7 nhân 5 là 35. 7 nhân cho trừ x bằng trừ 7x. Vế phải chúng ta ghi xuống lại.
Sau đó, chúng ta chuyển tất cả các cái hạng tử chứa x sang vế trái và tất cả các hạng tử số sang vế phải. Lưu ý là khi chúng ta chuyển vế thì chúng ta sẽ đổi dấu cái hạng tử đó. Đối với vế trái, chúng ta có trừ 7x, ta hạ xuống. Vế phải, chúng ta có trừ 5x. Trừ 5x này chuyển qua bên vế trái, sẽ đổi dấu thành cộng 7x. Và vế phải, chúng ta có số 11 hạ xuống. Vế trái có số cộng 35, chuyển vế qua vế phải thành trừ 35. Sau đó, chúng ta thu gọn từng vế. Chúng ta được trừ 2x bằng trừ 24. Vậy x bằng trừ 24 chia cho trừ 2. X bằng 12. Vậy nghiệm của phương trình trên là x bằng 12. Đối với câu B, chúng ta quan sát chúng ta thấy là cái phương trình ở cái câu B này nó có mẫu số và các mẫu số này nó khác nhau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quy đồng mẫu số ở hai vế của phương trình. Sau đó chúng ta sẽ khử mẫu hai vế và chuyển bài toán về bài toán cơ bản rồi chúng ta giải ha. Ở đây chúng ta thấy mẫu 2, mẫu 3, mẫu 5. Vậy thì mẫu chung chúng ta bằng bao nhiêu? 30 đúng không nào? Chúng ta quy đồng chúng ta được cái phương trình bên dưới như thế này. 15x trên 30 trừ cho 10 nhân cho biểu thức 2x cộng 1 trên 30 bằng 6 nhân cho biểu thức 2x trừ 1 trên 30. Sau đó chúng ta khử mẫu hai vế của phương trình. Chúng ta được cái phương trình cơ bản là 15x trừ 10 nhân cho 2x cộng 1 bằng 6 nhân cho 2x trừ 1. Chúng ta để ý ở vế trái chúng ta có một cái dấu ngoặc 2x cộng 1, phía trước ngoặc là số trừ 10 các em ha. Ở giữa là toán nhân, ta nhân phân phối số trừ 10 vào cái ngoặc này. Ở bên vế phải tương tự ta nhân 6 vào cho cái biểu thức 2x trừ 1. Lưu ý nha, khi chúng ta nhân phân phối vào, chúng ta phải nhân dấu của nó. Ta thu gọn. Ta được là trừ 17x bằng 4 và ta giải ra x. Vậy nghiệm của phương trình trên là x bằng trừ 4 phần 17. Bài 3. Giải toán bằng cách lập phương trình. Đề bài như sau. Hai tủ sách có tổng cộng 153 quyển sách. Nó lấy bớt ở tủ A ra 2 quyển và thêm vào tủ B 5 quyển. Thì số sách ở tủ A bằng 5/8 số sách ở tủ B. Hỏi lúc đầu mỗi tủ có bao nhiêu quyển sách? Chúng ta sẽ kẻ một cái bảng như thế này. Chúng ta có tủ A, tủ B và lúc đầu, lúc sau phương trình. Ở đây em có thể đặt x là số sách tủ A lúc đầu hoặc là x là số sách tủ B lúc đầu. Đều được hết. Nếu cô gọi x là số sách tủ A lúc đầu, thì từ đó ta tìm được số sách tủ B lúc đầu bằng bao nhiêu? Chúng ta nhìn cái đề bài ha. Hai tủ sách có tổng cộng 153 quyển sách. Vậy tủ A x quyển thì tủ B còn lại là 153 trừ x. Bây giờ em lưu ý cái dòng thứ nhì nè. Nếu bớt ở tủ A ra 2 quyển, bớt đi thì ta làm toán trừ ha. Vậy lúc đầu tủ A là x, mình bớt đi 2 thì lúc sau của tủ A sẽ còn là x trừ 2. Và ta thêm vào tủ B 5 quyển. Tủ B lúc đầu đang là 153 trừ x. Ta thêm vào là ta cộng thêm vào. Mấy quyển các em? 5, vậy ta cộng thêm 5. 153 trừ x cộng 5 là số sách tủ B lúc sau ha. Ở đây ta có thể thu gọn lại em. 153 cộng 5 là 158. Trừ x ta để lại. Vậy thì phương trình chúng ta như thế nào?
Sau khi mà bớt tủ A thêm vào tủ B thì số quyển sách ở tủ A bằng 5/8 số quyển sách ở tủ B. Chúng ta nhìn cho cô cái dòng lúc sau. Tủ A đâu? X trừ 2, chúng ta viết xuống lại. Bằng 5/8, ta để xuống. Số sách ở tủ B là 158 trừ X. Đây chính là phương trình của chúng ta. Lưu ý 158 trừ X ta phải cho vào ngoặc các em nha. Và từ cái bảng này chúng ta sẽ viết cái bài giải ra. Giải: gọi X quyển là số quyển sách của tủ A lúc đầu. X thuộc N sao và X nhỏ hơn 153. Số quyển sách tủ B lúc đầu 153 trừ X quyển. Số sách tủ A lúc sau, X trừ 2, quyển. Số sách tủ B lúc sau, 153 trừ X cộng 5, bằng 158 trừ X, quyển. Và chúng ta có cái phương trình là X trừ 2 bằng 5/8 nhân cho biểu thức 158 trừ X. Chúng ta giải cái phương trình này ra, được X bằng 62. So với điều kiện, chúng ta nhận kết luận. Số sách tủ A lúc đầu là 62 quyển. Số sách tủ B lúc đầu là 153 trừ X. Ta thay X bằng số 62 vào và chúng ta có được biểu thức 153 trừ 62 bằng 91 quyển. Chúng ta kết thúc bài giải này ở đây. Bài 4. Toán thực tế đại số. Chúng ta có bài toán như sau. Mối quan hệ giữa thang nhiệt độ F và thang nhiệt độ C là một cái hàm số bậc nhất có công thức F bằng AC cộng B. Khi thang nhiệt độ C tăng thêm 1 độ C, thì thang nhiệt độ F tăng thêm 1,8 độ F. Biết nhiệt độ 0 độ C ứng với 32 độ F. Câu A. Hãy viết hệ thức liên hệ giữa thang nhiệt độ F và thang nhiệt độ C. Câu B. Nước sôi ở bao nhiêu độ F? Đối với câu A các em lưu ý cho cô. Biết nhiệt độ 0 độ C ứng với 32 độ F. Như vậy thì trong cái công thức F bằng AC cộng B, ta thay C bằng 0 và F tương ứng là 32. Như vậy ta được 32 bằng A nhân 0 cộng B. Ta tính được B bằng 32. Ta thay 32 này vào trong công thức. Vậy F bằng A nhân C cộng 32. Ở đây chúng ta còn thiếu A bằng bao nhiêu là xong phải không các em? Chúng ta nhìn cái dòng kế tiếp đây. Khi thang nhiệt độ C tăng thêm 1 độ C, thì cái thang nhiệt độ F nó tăng thêm 1,8 độ F. Như thế thì C mà bằng 0 á, thì F tương ứng là 32. Vậy bây giờ C tăng thêm 1 độ C, vậy là C bằng 1 độ C. Vậy cái F lúc này nó bằng bao nhiêu các em? Cái F nó tăng thêm 1,8 độ F, tức là 32 thêm 1,8 vô đúng không nè? Ta có là C bằng 1 và cái F lúc bấy giờ ta tính là 33,8. Ta thay C bằng 1 và F bằng 33,8 này vào trong công thức. Ta được 33,8 bằng A nhân 1 cộng 32. Ha, từ đây chúng ta giải ra được A bằng 1,8. Có A rồi, có B rồi, ta thay vào trong cái công thức của đề bài. Ta được là F bằng 1,8C cộng 32. Thì chúng ta qua câu B. Nước sôi ở bao nhiêu độ F? Vậy thì nước sôi ở bao nhiêu độ C các em? Phải 100 độ C không? Thế thì nước sôi ở 100 độ C, ta thay cái C bằng 100 vào trong cái công thức vừa tìm được. Ta sẽ tìm được cái độ F tương ứng. Thế ha, ta tìm được F bằng 212. Và chúng ta kết luận là F bằng 212 ở nhiệt độ sôi là 100 độ C. Bài 5. Toán thực tế hình học. Dựa vào hình minh họa, tính chiều cao cột cờ.
Bây giờ em coi ha. AB có chiều cao là 15 m. DC là 7 m. AD 12 m. Và chúng ta đi tìm là cái đoạn DE. Chúng ta dùng kiến thức gì để tính các em? Chúng ta thấy AB song song với DE do cùng vuông góc với AC ha. Như vậy ở đây chúng ta tìm DE, chúng ta sẽ sử dụng kiến thức hệ quả của định lý Thales. Ta có DE song song với AB do cùng vuông góc AC. Từ đây chúng ta suy ra được CD trên CA bằng CE trên CB bằng DE trên AB. Sau đó chúng ta thế các cái dữ liệu vào và chúng ta tìm được DE. Tuy nhiên, chúng ta còn có thể giải bài tập này theo một cách khác nữa các em. Cái cách khác mà cô muốn nói ở đây đó là ta có thể chứng minh tam giác CDE và tam giác CAB đồng dạng với nhau. Ta thấy góc D bằng góc A bằng 90 độ và hai tam giác này có cái góc C chung, dẫn đến tam giác CDE đồng dạng tam giác CAB theo trường hợp góc góc. Từ đây chúng ta viết tỷ số đồng dạng ra, ta thay các cái giá trị tương ứng vào. Chúng ta lưu ý cái độ dài CA chính là bằng độ dài CD cộng cho độ dài AD, tức là bằng 7 cộng 12. Ta thế tương ứng vào dưới cái chỗ CA này các em ha. Sau đó chúng ta tính được DE gần bằng 5,5 mét. Vậy chiều cao cột cờ khoảng 5,5 mét. Bài 6, đây là một bài hình học truyền thống. Có đề như sau. Cho tam giác ABC nhọn, AB ngắn hơn AC. Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Câu A. Chứng minh tam giác AEB đồng dạng tam giác AFC. Câu B. Chứng minh HF nhân HC bằng HE nhân HB. Chúng ta vẽ hình ra ha. Tam giác nhọn là tam giác có ba góc nhọn. Các em lưu ý vẽ AB ngắn hơn AC. Sau đó chúng ta vẽ hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Đối với câu A, chứng minh tam giác AEB đồng dạng tam giác AFC. Chúng ta quan sát, chúng ta thấy tam giác AEB và tam giác AFC là hai cái tam giác vuông. Và chúng ta tìm thêm một yếu tố nữa, chúng ta thấy góc A chung. Từ đó, chúng ta kết luận tam giác AEB đồng dạng tam giác AFC theo trường hợp góc góc. Như vậy, chúng ta đã xong câu A. Đối với câu B, đây là một cái hệ thức từ trực tâm H. HF nhân HC bằng HE nhân HB. Chúng ta đưa về hai tam giác vuông và chứng minh hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau. Đó là tam giác HFB và tam giác HEC. Góc F bằng góc E bằng 90 độ. Chúng ta tìm thêm một cặp góc bằng nhau nữa các em ha. Đó là góc FHB bằng góc EHC, hai cái góc màu đỏ trên hình đó em. Nó bằng nhau lý do là đối đỉnh. Từ đây chúng ta kết luận tam giác HFB đồng dạng tam giác HEC theo trường hợp góc góc. Viết tỷ số đồng dạng ra ha. Và sau đó chúng ta nhân tích chéo, chúng ta có được hệ thức cần đi chứng minh. Chúng ta kết thúc cái bài chứng minh ở đây. Bài ôn tập của cô đến đây là kết thúc. Các em hãy ôn tập thật là tốt để mình có kết quả như ý trong cái kỳ thi học kỳ 2 này các em nha. Xin chào các em.